10 phát hiện kỳ lạ và bí ẩn phía sau món gà rán. Ở đây có một chiếc video toàn là gà rán luôn. Ta-da! Và xin được chào mừng tất cả các bạn khán giả đang thong thả xem cái chiếc video thơm nhất cái nách của ngày hôm nay. Và bạn thường ăn gà rán nhãn hiệu KFC hay là Jollibee nhỉ? Hay là gà rán made by mẹ của bạn Lam? Hãy comment ngay xuống bên dưới các bạn nhé. Và bạn có biết hay không, đằng sau những cái miếng gà rán thơm ngon lại còn giòn kia ẩn chứa cực kỳ nhiều bí ẩn luôn. Và không chỉ bí ẩn thôi đâu, còn có cả những chuyện lạ nữa cơ. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nhỉ? Ngay bây giờ, một video tràn ngập gà rán xin phép được bắt đầu. Từ một nhân viên phục vụ trở thành ông trùm của làng gà rán KFC. Ai mà chẳng có thời trẻ trai đi lên từ hai bàn tay trắng đúng không nhỉ? Ví như mình đây này, đi lên từ hai bàn tay trắng nha. Mà bây giờ thì vẫn cứ gọi là trắng hai bàn tay các bạn ơi. Ông trùm KFC Sanders khởi đầu sự nghiệp bằng cái việc chế biến gà rán phục vụ cho hành khách dừng chân ở trạm xăng, nơi mà ông đang làm việc tại Corbin, bang Kentucky. Sau đó vì cần cù bù siêng năng, ông lại tạo ra một món ăn gọi là món thay thế cho bữa ăn ở nhà để bán cho những gia đình bận rộn. Và ông gọi nó là buổi ăn tối ngày Chủ nhật 7 ngày trong một tuần. Trong một thập kỷ sau, ông đã thành công với công thức pha chế bí mật của 11 loại hương vị và thảo mộc cùng với kỹ thuật nấu cơ bản mà vẫn được áp dụng cho đến tận ngày hôm nay. Cái này để cuối mình tiết lộ cho nha, nhớ đừng có mà rời màn hình đấy. Sắp xỉ 10 năm sau thì Sanders đã có hơn 600 cái doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu ở Mỹ và ở Canada, đúng là một con số quá khủng khiếp. Và năm 1964, ông đã bán cổ phần 2 triệu đô của mình trong công ty Mỹ cho một nhóm các nhà đầu tư. Và trong đó có cái ông John Brown, người sau này trở thành thống đốc bang Kentucky. Và ông đã đi hơn 400.000 km mỗi năm để viếng thăm các nhà hàng KFC trên toàn thế giới. Đúng là một ông chủ đã có tâm, lại còn có tầm. Nhân cái tiện nói về gà, vậy thì trong các món gà rán, gà luộc, gà nướng, lẩu gà, thì bạn thích nhất món ăn nào? Hãy comment ngay các bạn nhé! Miếng gà rán đắt nhất lịch sử. Món ăn đắt nhất mà bạn từng ăn có giá bao nhiêu nhỉ? 1 triệu, 5 triệu hay là 10 triệu nhỉ? Nếu từng đó là những con số bạn đang nghĩ tới hoặc đã từng trải qua, thì cái giá trị của món đồ ăn dưới đây sẽ khiến cho bạn sốc đến ngã ngửa luôn. Cái giá ở thời điểm hiện tại của món ăn này là gần 39.877 đô la, tức là hơn 900 triệu đồng. Các bạn không có nhìn nhầm đâu nha. Chính xác là hơn 900 triệu đồng. Đây là con số cao nhất trong cái phiên đấu giá ngày 2 tháng 6 trên eBay cho cái miếng gà rán McDonald's. Món ăn này thuộc phần ăn BTS của McDonald's và có hạn sử dụng trong 14 ngày. Cái điều khiến nó trở nên đắt đỏ như vậy là vì hình dạng giống nhân vật phi hành gia trong Among Us. Ban đầu, cái miếng gà rán kỳ lạ này được đấu giá ở mức 0,99 đô la. Tuy nhiên, sau đây giá trị của nó tăng vọt qua từng phiên và đã đạt ngưỡng cao kỷ lục vào ngày 2 tháng 6. Sự kiện này lập tức nhận được sự chú ý của rất nhiều game thủ, trong đó có cả những tài khoản Twitter nổi tiếng của Xbox và bản thân nhà phát triển Among Us. Người thắng cuộc sẽ là chủ nhân của miếng gà, được xem là đắt nhất nhì cái lịch sử này. Thật sự là không biết sau khi mà nhận được cái món ăn của mình ấy, thì chủ nhân mới của miếng gà này sẽ làm gì nhỉ? Cho nó vào bụng này, có khi ăn xong còn không dám đi vệ sinh nhá. Nhưng mà nếu mà để dành không ăn ấy, thì hết hạn sử dụng nó lại thành gà thối. Khó nghĩ thế nhở? Bạn nào có giải pháp nào hay thì chia sẻ ngay nhé. Miếng gà rán đầu tiên trên thế giới một mình bay vào vũ trụ. Neil Armstrong, phi hành gia Mỹ nổi tiếng từng đặt chân lên mặt trăng, có thể cũng phải ghen tị với miếng gà rán đặc biệt này. Tờ báo Anh bình luận một cách hài hước. Một miếng gà rán xuất phát từ North Wales của Anh đã trở thành miếng gà rán đầu tiên được phóng vào vũ trụ. Miếng gà rán được gửi lên vũ trụ từ siêu thị Island ở North Wales của Anh để kỷ niệm 50 năm thành lập. 2020 là năm cực kỳ thành công của siêu thị này khi họ đạt tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Em gà này bay ra đấy chắc là ship nhanh cho mấy anh ngoài hành tinh đây mà. Gà rán là mặt hàng bán chạy nhất của siêu thị này. Thời điểm kỷ lục, siêu thị này bán được hàng 10 triệu suất gà rán chỉ trong vòng một tuần. Và chúng tôi chưa bao giờ nhận được nhiều đơn đặt hàng đến thế. Tuy nhiên, dịch Covid đã khiến mọi người phải ở nhà và đã đặt thức ăn nhanh nhiều hơn, ông Andrew đã nói. Siêu thị Island đã liên hệ với Set Into Space, công ty chuyên về vận tải hàng không, để giúp họ gửi một miếng gà rán vào không gian. Uầy, shipper giờ lên hẳn cái tầm không gian rồi các bạn ạ. Đúng là một phát hiện ối rồi ôi luôn. Cuộc thi cánh gà siêu thú vị. Bạn thân mến, nếu một cánh gà vẫn không đủ làm bạn thỏa mãn thì xin mời bạn đến với cái cuộc thi ăn cánh gà này. Tại đây, bạn vừa được ăn ngập mồm ngập miệng mà không mất tiền. Đã thế nếu thắng cuộc, lại còn được tiền nữa các bạn ạ.
Thành phố Buffalo ở bang New York của Mỹ nổi tiếng với cái món cánh gà chiên giòn giòn, đậm đà hương vị rất là hấp dẫn thực khách. Mỗi năm đến ngày lễ lao động của nước này, nơi đây đều diễn ra cuộc thi thu hút những người thích món cánh gà chiên đến trổ tài ăn. Mà các bạn biết ăn như nào không? Ăn nhanh và ăn nhiều các bạn ạ. Cuộc thi ăn cánh gà chiên lần thứ 16 được tổ chức với cái sự tham gia của nhiều thí sinh có kinh nghiệm và giàu thành tích ở món ăn này. Và sau những cuộc đấu sức gay cấn, vận hết toàn bộ công lực để ăn lấy ăn đẻ cánh gà, chiến thắng chung cuộc đã thuộc về cái anh Joey Chestnut với số tiền thưởng là 2.500 đô, tương đương với hơn 50 triệu đồng. Ghê chưa? Vừa được ăn miễn phí lại còn được tiền. Sao lại có cái cuộc thi nó ok lạ thế nhở? Nếu cuộc thi này mà tổ chức tại Việt Nam ấy thì bạn có tham gia không? Mình ấy là mình sẽ phi châu và đăng ký luôn cái vé ngồi xem các bạn ạ. Chứ ăn thì mình chịu. Ăn một hai miếng thì vui, chứ ăn lấy ăn đẻ thế này thì bà chị bao tử nó không chứa nổi. Lợi dụng kẽ hở để ăn gà rán miễn phí suốt 6 tháng. Này thì cho đáng đời, cứ ngỡ khôn lỏi ai ngờ lại tự hại thân. Theo một trang tin tức của nước Anh, năm 2018, một sinh viên họ Su 23 tuổi sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tình cờ nhận ra rằng anh ta có thể ăn gà rán miễn phí bằng cách đặt mua rồi thanh toán bằng phiếu giảm giá trong cái ứng dụng KFC chính thức. Sau đó thì anh đã dùng chính cái phiếu giảm giá đó để được hoàn tiền thông qua tài khoản WeChat của công ty. Với cách thức này, mơ ước của bất kỳ người hâm mộ KFC nào đã trở thành sự thật. Đó có thể là ăn gà rán miễn phí vô thời hạn. Song, không chỉ phục vụ lợi ích cá nhân là ăn gà rán miễn phí trong suốt 6 tháng, nam thanh niên còn chia sẻ với bạn bè và thu lợi nhuận từ cái việc này. Và cụ thể, Su được cho là đã bắt đầu bán lại các phiếu giảm giá trên mạng để kiếm lời và tiết lộ những phát hiện về lỗi ứng dụng của mình với 4 người bạn cùng trường đại học của anh. Phun ra khỏi mồm nên là cái bí mật tưởng chừng mình anh biết này đã khiến anh được bóc lịch những 2 năm rưỡi cùng những người anh em giấu yêu. Đấy, các bạn có thấy chưa? Nghiệp nó quật cho không trượt phát nào vì cái tội nhé. Có ăn mà lại còn không có làm nhé. Mà ăn kiểu như anh chàng này thì chính là ăn cướp rồi. Vậy nên phải mặc áo Juventus với lại bóc lịch là chuẩn luôn. Vụ trộm gà rán không thể tin nổi. Mới đây, một sở cảnh sát ở Mỹ đã khuyến cáo người dân hãy cảnh giác với một nghi phạm trộm cắp bị cáo buộc là tội phạm gia cầm. Các sĩ quan đã nói rằng họ đã được thông báo về một vụ trộm liên quan đến một con gà trống tham ăn. Và theo như bài đăng trên Facebook chính thức của sở cảnh sát, vào ngày 21 tháng 5 năm 2020, sở cảnh sát Broadbridge đã nhận được tin tức báo cáo về một vụ trộm. Một cháu bé mũm mĩm đang tận hưởng miếng gà chiên ngon lành thì con gà này đã tiếp cận cháu, đớp luôn một miếng gà rán và biến mất nhanh như một cơn gió. Mẹ cháu bé đã cố gắng đuổi theo nghi phạm nhưng thất bại. Và một số người còn cho rằng với thân hình nần nẫn thế kia, việc con gà trống nhảy hộ cái miếng gà rán thực ra là có ý tốt đấy chứ. Chuyện lạ, màn cầu hôn bằng bó hoa đùi gà rán. Những dịp đặc biệt như ngày lễ tình nhân, ngày kỷ niệm, ngày cầu hôn, mọi người thường tặng đối tác một bó hoa tươi như là một thanh niên Singapore đã tặng bạn gái hẳn một bó gà rán. Darren và cô Hanjan đều 27 tuổi, đã gặp nhau ở trường cấp 2 và yêu nhau được khoảng 10 năm. Như mọi cặp đôi khác, Darren và Hanjan có những sở thích và niềm đam mê chung và một trong đó chính là đánh chén những miếng gà rán KFC. Vì biết cô bạn gái yêu thích gà rán quá, thế nên Darren quyết định cầu hôn bạn gái của mình. Anh đã nảy lên ý tưởng tặng cô một bó gà rán thay vì một bó hoa. Tuy nhiên, bó hoa thì mua còn dễ, chứ bó gà rán thì ai bán mà mua. Vậy nên, anh đã quyết định nhờ đến KFC để giúp đỡ. Trong cái ngày trọng đại thì Darren đã quỳ xuống cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn và tất nhiên là kèm theo một bó gà rán vàng nâu được gói rất đẹp không khác gì một bó hoa. Nhưng bình tĩnh khoảng 2 giây, mình xin nhấn mạnh dạn đề xuất với bạn nam là gói thêm cả chai tương ớt lên bó hoa nữa nhé. Để lát về là xử được luôn, chứ không lại mất công chạy đi mua tương ớt nữa thì mất thời gian. Đấy nhá, thay là các bạn nam xem video này lại có thêm một bí quyết bỏ túi nữa rồi đấy. Thùng gà rán lớn nhất thế giới lập kỷ lục Guinness. Bạn biết đấy, KFC được tạo ra từ cái sự kết hợp của 11 loại thảo mộc và gia vị, nên khi ăn nó mới bao phê, bao thơm và bao ngon như vậy. Và nhân cái ngày kỷ niệm 70 năm ngày ra đời công thức chế biến gà rán của mình, chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Kentucky Fried Chicken đã quyết định thiết lập một kỷ lục Guinness mới. Và hình thức để nhà hàng này lập kỷ lục là họ đã làm ra một thùng khổng lồ chứa 1 tấn đầy những miếng gà rán tại bang Kentucky. Với thùng gà rán này, những người qua đường có thể ăn no nê mà không phải trả một đồng tiền nào cả. Trẻ em là những đối tượng thích cái món gà rán này nhất. Thế này mà gần nhà có khi vác cả cái xe tải đến trở về ăn cả dần. Và cái sự kiện này nhằm lập kỷ lục Guinness để vinh danh cho thành phố này, quê hương của đại tá Sanders, người sáng lập lên thương hiệu KFC.
Và không những thế, đây còn là một hình thức PR cho KFC sau cái lần làm một chiếc bánh sandwich chứa nhiều calorie nhất hồi tháng 4 vừa qua. Phát hiện đôi dép cực độc lạ có mùi gà rán. Khi mà đã quá ham mê gà rán thì người ta không dừng lại ở cái việc chỉ ăn gà rán nữa, mà bây giờ là phải đi cả dép có hình gà rán nó mới đã các bạn ạ. Và hãng sản xuất những đôi dép kiểu dáng thể thao Cross đã tung ra cái phiên bản hợp tác cùng nhãn hàng gà rán KFC. Và theo đó, phiên bản của đôi dép cổ điển Clock đã được hãng Cross khoác lên thân những họa tiết đặc trưng của một hộp gà rán đến từ hãng KFC. Cái phần mặt trên được in hình những miếng gà, còn phần mặt dưới là những chi tiết màu đỏ và trắng xen kẽ tượng trưng cho cái hộp đựng gà. Và ở sau gót giày được trang trí khá ngẫu hứng với cái dòng chữ ký tự đó là KFC và một nửa logo của nhà sáng lập. Và thậm chí, để giống với hộp gà rán hơn, đôi dép còn đi kèm hai cái miếng có hình dạng và mùi giống hệt gà rán luôn nó mới độc lạ chứ. Và để mua được cái đôi dép này thì sẽ hơi đau ví với các bạn học sinh sinh viên một chút, vì em nó có giá bán lẻ khoảng 1,4 triệu đồng các bạn ạ. Mà mình đang tự hỏi là cái lúc mà đi đôi dép này lại còn khi đang đói lại còn ngửi thấy cái mùi gà rán từ dưới dép lên ấy thì làm thế nào nhỉ? Không tưởng tượng nữa đâu, chuyển cảnh thôi nào. Kinh hoàng dị vật trong miếng gà rán. Mua gà rán, bà mẹ bàng hoàng phát hiện chiếc khăn bên trong. Một người phụ nữ đã phát hiện sự cố có 102 của hãng đồ ăn nhanh này. Và cụ thể, Alex Perez đã đăng lên Facebook thể hiện cái sự bất bình của mình khi mà món gà rán mà cô đặt qua ứng dụng giao đồ ăn hóa ra lại là một món khác. Và khi cảm thấy miếng gà rất khó cắt nhỏ, Perez đã thò tay vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện ra cái miếng gà thực chất là một chiếc khăn tẩm bột chiên giòn. Thực sự là đáng lo ngại, làm thế quái nào mà các bạn lại đưa chiếc khăn lăn vào bột chiên và chiên nó lên được vậy, cô đã viết. Bài viết của Perez còn đính kèm hai clip nho nhỏ, cho thấy ở một góc độ nào đó thì chiếc khăn chiên bột trông rất giống miếng gà rán. Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất từ trước đến nay của tôi. Người phụ nữ cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề an toàn thực phẩm. Tôi thậm chí không thể nghĩ đến những món gà rán khác nữa. Trong vòng một ngày, bài đăng của Perez trên Facebook đã thu hút hơn 90.000 lượt like, 1.800 bình luận và 81.000 lượt chia sẻ.